The Principle of Managing a Country Part 3, nghĩa là nguyên lý trị nước. Trước khi bạn trở thành một nhà lãnh đạo thì hẳn là bạn vẫn là một người bình thường. Mà nếu bạn là một người bình thường thì bạn và những người khác trong xã hội là ngang nhau cả về nhân cách và uy tín. Mãi cho đến khi bạn có những sáng kiến đóng góp cho chính phủ và cho xã hội thì lúc đó bạn mới là người có uy tín, xứng tầm lãnh đạo, sẽ trở thành lãnh đạo. Nhưng bạn vẫn chưa thuyết phục được toàn thể xã hội. Thậm chí có người bỏ cả cuộc đời mà vẫn không thể thuyết phục được hết những người trong thiên hạ. Thành phần chống đối vẫn còn đâu đó, vẫn còn hoạt động âm ỉ. Những người không phục bạn chắc hẳn họ đã phải có một lý tưởng khác, nhưng mục đích thì giống như lý tưởng của bạn, cũng đều cống hiến cho chính phủ, cho xã hội. Chỉ có điều là cách làm của họ khác với cách làm của bạn. Vấn đề lý tưởng này không có ai sai, cũng không có ai đúng. Mà quan trọng là chính phủ và xã hội chọn theo lý tưởng nào, chọn theo người nào. Tất cả chỉ có như vậy mà thôi. Bạn có thể trở thành người có uy tín, bạn cũng có thể trở thành một thế lực chống đối. Bạn có thể có một lý tưởng với cách làm hay và đích đến đẹp, nhưng chắc gì cả xã hội đã tuân theo lý tưởng đó. Nghĩa là trong tâm của họ vẫn còn một cái gì đó vướng bận. Nếu bạn muốn họ tuân theo lý tưởng của bạn thì hãy giải quyết điều vướng bận trong tâm của họ. Bạn hãy cho họ thử và chỉ ra những điểm thất bại của họ. Dần dần họ sẽ tuân theo lý tưởng của bạn. Bạn có thể cho họ đỏ sức với một nguồn lực từ bên ngoài, nguồn lực mà họ kỵ nhất, họ ghét nhất, và đợi xem cách xử lý của họ như thế nào. Họ sẽ bộc lộ những nhược điểm, những sự lúng túng. Mà nếu thành tích của họ quá tệ thì làm sao họ dám chống đối lý tưởng của bạn. Bởi vì họ biết rằng nếu giao cho họ thì họ làm cũng không được, không thể nào thành công được. Bạn hãy chỉ ra những điều đó cho họ bằng một tình huống cụ thể, một kết quả cụ thể. Sau đó hãy chia ra làm hai nhánh, một nhánh sòng phẳng và chèn ép họ, một nhánh nghĩa tình, cưu mang họ. Đất nước của bạn sẽ ổn định kể từ đó. Thu phục những người có quan điểm khác là cách làm tuyệt vời để thu phục nhân tâm của toàn xã hội. Từ trước đến nay chúng ta chỉ kèm kẹp những người có quan điểm khác, làm cho họ bị bí bức. Nghĩa là cuộc chiến tranh lý tưởng cứ âm ỉ diễn ra trong nội bộ. Ngày nay chúng ta không kèm kẹp họ nữa, mà chúng ta giao cho họ một tình huống cụ thể, một tình huống rõ rệt, người thực việc thực, rồi chờ xem thành tích của họ, xem sự xoay sở của họ. Nếu họ vượt qua được như vậy, chúng ta nên xem xét đến việc chưng dụng lý tưởng của họ. Còn nếu họ không vượt qua, vậy hãy chỉ cho họ con đường mới là đi cùng chúng ta. Nhưng các bạn nên biết, thành phần chống đối, các bạn có hai trường hợp. Một là họ rất tài và họ sẽ làm hết mọi việc để minh chứng cho bạn thấy rằng lý tưởng của họ là đúng. Hai là họ rất tiêu cực, họ sẽ làm cho cuộc chiến tranh nội bộ diễn ra âm ỉ và lâu dài. Trường hợp một chúng ta không cần giải quyết. Trường hợp hai hãy để ý cho họ thấy kết quả của lý tưởng mà họ đang theo, rồi họ sẽ bỏ cuộc trước khi quá muộn. Và đây là phương pháp thu phục nhân tâm. Dù họ không bỏ cuộc thì họ cũng không bao giờ theo lý tưởng cũ, vì họ biết rằng sẽ không bao giờ thành công. Chúc bạn thành công.